Dựa trên sở thích và những định hướng có sẵn, bạn sẽ có rất nhiều con đường để chạm đến ước mơ của mình. Tuy nhiên, đâu sẽ là sự lựa chọn phù hợp nhất và tốt nhất dành cho bạn? Hãy cùng Dạy Nghề Thanh Xuân đồng hành và tìm ra câu trả lời cùng với bạn nhé! Đây là sự lựa chọn của rất nhiều bạn học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện nay các trường đại học, cao đẳng đều có rất nhiều ngành đào tạo đa dạng. Hãy dựa trên sở thích và đam mê của cá nhân để lựa chọn cho mình một ngành học phù hợp. Từ đó sẽ lựa chọn được một ngôi trường phù hợp với lực học của mình. Các bạn không học đại học nhưng vẫn muốn có nghề trong tay để xây dựng sự nghiệp thì học nghề sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Với những khóa học ngắn hạn sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian, tiết kiệm được chi phí và sẽ có việc làm ngay sau khi ra trường và có nhiều cơ hội làm chủ. Đó là những lý do vì sao học nghề ngày càng được nhiều người lựa chọn. Với hình thức vừa học vừa làm ở các nước bạn, du học hiện nay đang được rất nhiều các bạn trẻ sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông lựa chọn. Vừa có việc làm lại vừa có bằng cấp. Tuy nhiên, mức phí để chi trả cho việc đi du học không hề nhỏ. Vì vậy, lựa chọn đi du học sẽ gây hạn chế đối với những bạn có kinh tế kém. Nếu bạn muốn có thu nhập ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì việc tham gia vào thị trường lao động sẽ là một sự lựa chọn hợp lý. Chạy xe ôm công nghệ, làm công nhân, bưng bê phục vụ hay đi xuất khẩu lao động sẽ là một trong số rất nhiều những công việc bạn có thể làm nếu bạn quyết định đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vừa rồi là một số những lựa chọn thường thấy và tiêu biểu của các bạn học sinh ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy theo các bạn, lựa chọn nào sẽ là lựa chọn phù hợp nhất và tốt nhất dành cho các bạn trẻ? Hãy để lại comment cho Bảo Ngọc biết với nhé!